chua này. Tommy, ba mua sữa chua nhá. Ca con ăn cái sữa chua nào? Đấy, nhà Đàm đây đúng không? Hello, hello baby. Thích chị hả? Nè. Hello, đây, nè. Ngồi chơi á, em Khiển ngồi chơi đây nè, em Khiển ngồi chơi đây này, nè, em Khiển ngồi chơi đây cho con chơi này, nha, ở đây, đó. Oh. Chú cho ba, cầm đây, cầm đây, rồi, cái này nha, nha, ngon quá, dạ, ngon quá, rồi, hay quá, ba lấy nữa cho ba, lấy cho ba, cầm đây, rồi mất rồi, rồi hả? Ê, sắc rồi nhưng mà giải rồi nhờ, đấy là giải rồi nhờ, giải quá, được rồi nha, hai, ơi, mình lấy 4 hộp luôn á, ha, ok không? 4 hộp nhưng mà 2 cái nữa này. À, 4 hộp nó 2 cái, thế nha, đi, thôi mình về thôi, đi thôi. Mình lấy sữa chua ăn nha, đây cái sữa chua này con thích là thế nào? À, người ta đúng không, cái nhà Đàm mới đúng không? Rồi mình ăn hai hũ thôi nha. À, còn cái này mình cất đi này, cất đi. Cái này ăn cất thạch. À, con thích ăn cái cất thạch đúng không? Đúng. À, của con này. Rồi mình cất đi này nha. Bé bác không? Cô Bi lên đây. Cô Bi này. Dạ. Này cô Bi, xin chào mọi người đó nào. Cô Bi. Hello everyone. Ồ, cái gì đó? Cái gì đó? Này cô Bi này. Rồi đưa cho ba, à đưa cho ba à. Ôi, rồi. Này cô Bi này. Rồi đây này. Hello everyone. Hello đã nào, cô Bi. Hello everyone. Hello. Hello, hello, hello. Cô Bi hello đi. Hello rồi hả? Dạ, dạ thế. Rồi, bây giờ mình ăn sữa chua nha. Rồi, con tự bắt đi. Đây, của cô Bi đây nha. Đây, đây của cô Bi đây mà. Đây này. Cái này ngon lắm ba, con cho ba ăn một miếng đi. À ngon hả? Ừ. Ngon lắm, nhà Đàm nó ngon nữa ha. Cô Bi thích ăn nhà Đàm nào? Thích ăn hả? À, lấy cho cô Bi nha. Rồi. Ấy ấy, rồi đây để ba làm cho nha. Ừ, để ba lấy đây. Này cô Bi này. Đấy, cứ đi cầm lấy nha. Rồi, cứ đi tự ăn nha. Đúng rồi. Chưa được rồi, chưa được. Đây, để ba bày ra, để ba bày ra. Đây, nha. Đây, cần cầm lấy. À, thế à. Rồi, giỏi á, giỏi quá. Rồi, cứ đi tự ăn hả? Cứ đi tự lấy được không? Cô Bi lấy cho ông cô Bi. Cô Bi. Chị có ăn cái cuốn này à? Anh đem bà lấy cho nào.